nhà đến với kênh YouTube nuôi dạy con thông minh. Như thường lệ, thầy cô bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh YouTube thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình đăng ký kênh, giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và thầy cô bố mẹ có nhu cầu cho bé học toán, học tiếng Anh, học hành trang vào lớp 1 thì mình lên cái địa chỉ website là www.rainbow.vn. Mình tham khảo hơn 50 cái chi nhánh Rainbow gần nhất để đăng ký cho bé học. Và thầy cô bố mẹ có nhu cầu mình mua bàn tính, mua học liệu thì mình lên cái địa chỉ website là www.bantinhgay.com. Và trên cái giao diện điện thoại trên iPad thì thầy cô nhớ tải cái app với cái tên là Toán Tư Duy Rainbow về điện thoại để mình xem cho nó đơn giản. Trong cái video phần 1 và phần 2 thì mình đã hướng dẫn một cái công thức chung cho tất cả các phép trừ còn lại. Thì đây là video phần cuối, mình sẽ hướng dẫn một cái video chuyên sâu. Có nghĩa là sẽ sử dụng cái phương pháp đó tính những cái bài tập nó nhiều số, nhiều dòng. Bài số 1, bài số 2 là trừ 2 chữ số 3 dòng. Bài số 3 và bài số 4 là trừ 3 chữ số 2 dòng. Cái phương pháp của mình nó sẽ hay ở một cái là bao nhiêu số, bao nhiêu dòng đều có thể áp dụng và tính được hết tất cả những cái bài tập như thế này. Bài số 1 là 63 trừ 48 và trừ 12. 63 trừ 48, cái cách trừ thì mình cũng tuân thủ theo cái cách trừ ở trong trường, có nghĩa là mình sẽ trừ từ bên phải mình trừ qua. Rồi 3 trừ 8, trừ 8 là cộng 2 các bạn. 3 cộng 2 là 5. 5 trừ cho 2 là được 3. Ok ha, mình cứ trừ liên tiếp từ trên xuống dưới vậy thôi. Tiếp theo bên hàng chục sẽ giảm 1 là còn 5. 5 trừ 4 là được 1. 1 trừ 1 là hết. Kết quả của mình sẽ ra bằng 3. Tương tự bài số 2. Bài số 2 các bạn, 72 trừ 18 trừ 33. 2 trừ 8, trừ 8 chính là cộng 2. 2 cộng 2 là 4. 4 trừ 3 là được 1. 6 trừ 1 là còn 5. 5 trừ 3 là được 2. Kết quả của mình là 21. Các bạn thấy được cái tính ưu việt của phương pháp chưa ạ? Không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ ha. Rồi tương tự bài số 3. Mình sẽ có 2 trừ 7. Trừ 7 là cộng 3. 2 cộng 3 là được 5. Tương tự như vậy chỗ này sẽ là 6. 6 trừ cho 9. 6 trừ 9 cũng là trừ có nhớ nha. Cho nên tiếp tục mình sẽ mượn. Không phải là mượn mà mình sẽ cộng theo hàng chục luôn. Là 6 trừ cho 9. Trừ cho 9 là cộng 1. 6 cộng 1 sẽ là bằng 7. Ok ha. Rồi tương tự như vậy, nếu mà mình cộng ở hàng chục rồi thì mình sẽ trừ 1 ở hàng trăm. Có nghĩa là số 3 này mình sẽ giảm 1 đơn vị còn lại 2. 2 trừ 1 là được 1. Các bạn lưu ý ha, không chỉ mình áp dụng ở hàng đơn vị mà ở hàng chục, hàng trăm mình đều áp dụng cái phương pháp này được hết. Kết quả của mình sẽ ra bằng 170, 175. Rồi tương tự đối với bài số 4 là 454 trừ 166. 4 trừ cho 6, trừ 6 chính là cộng 4 là được 8 này các bạn. Rồi lúc này số 5 này mình sẽ giảm đi 1. 5 giảm đi 1 sẽ là còn 4. 4 trừ 6, 4 trừ 6 cũng là không được. Cho nên mình sẽ dùng 4 cộng 4 là được 8. Cuối cùng 4 này mình sẽ giảm 1 là còn 3. 3 trừ 1 là được 2. Kết quả của mình sẽ là bằng 288. Ok ha. Rồi mình sẽ đi qua một cái ví dụ nữa là ví dụ thứ 5. Tiếp theo thì mình sẽ đi qua cái ví dụ số 5 là cái ví dụ cuối cùng. Cái ví dụ cuối cùng này sẽ có một tí cái trường hợp đặc biệt ở trong này. Có nghĩa là chúng ta sẽ cộng 2 lần. 82 trừ 47 trừ 26. 2 trừ 7. Các bạn để ý nè. 2 trừ 7. Trừ 7 chính là cộng 3. 2 cộng 3 là 5. 5 trừ cho 6. Trừ 6 chính là cộng 4. 5 cộng 4 là bằng 9. Mình sẽ làm lại ha. 2 trừ 7. Trừ 7 chỗ này sẽ là cộng 3 nè các bạn. Các bạn lưu ý nè. Chỗ này sẽ là cộng 3. Và chỗ này trừ 6 sẽ chỗ này sẽ là cộng 4. Có nghĩa là mình sẽ có 2 lần cộng. Mình sẽ có 2 lần cộng cho nên qua cái hàng chục này mình sẽ có 2 lần bớt đi 1 đơn vị. Các bạn lưu ý ha. Rồi 2 trừ 7 là 2 cộng 3. 2 cộng 3 là 5. Trừ 6 là cộng 4. 5 cộng 4 là 9. Rồi ok. Tương tự như vậy qua bên này mình sẽ bớt đi 1
là còn 7. 7 trừ 4. Trừ 4 này thì mình sẽ bớt đi 1. Các bạn lưu ý ha. Bớt đi 1 có nghĩa là trừ 1. Là chỗ này sẽ thành trừ, trừ 5. Là 7 trừ 5. 7 trừ 5 là còn 2. 2 trừ 2 là hết. Kết quả của mình là bằng 9. Các bạn lưu ý ha. Mình cộng 2 lần này các bạn. Cho nên qua cái hàng chục này mình sẽ bớt đi. Bớt đi 1 ở 2. Ở 2 con số luôn nha các bạn. Có nghĩa là số 7 này mình sẽ bớt đi 1 nè. Là trừ 1 nè. Số trừ 4 này mình cũng sẽ trừ đi 1 nè. 8 trừ 1 sẽ là còn 7. Và trừ 4 mà trừ đi 1 sẽ là thành trừ 5. Ok ha. Kết quả của mình là bằng 9. Đây mình gọi là cái trường hợp đặc biệt nè các bạn. Nhưng thật sự không phải là đặc biệt mà nó cũng tuân thủ theo cái quy tắc chung của mình thôi. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Các bạn thấy video hay thì mình có thể mình đăng ký kênh, chia sẻ video để giúp kênh được tiếp tục phát triển.